Trần Địa Pháo đâu? Alo, người của chúng tôi bắt đầu xuất phát. Đề nghị các đồng chí theo dõi. Vâng, đã xuất phát. Đoàn đâu? Yêu cầu tiểu đoàn để mộ chúng tôi. Alo, alo. À, còn kia. Alo, alo, pháo binh. Alo, thật đây. Không trông thấy gì cả. Các đồng chí theo dõi, người chúng tôi đang bò lên. Chúng nó bắn dữ dội. Thấy rồi hả? Thấy rồi các đồng chí. Một chấm đỏ. Đúng, một chấm đỏ. Cả chúng tôi màu đỏ mà. Rõ lắm. Rõ lắm các đồng chí. Xem lại đi. Chỉ điều chỉnh nhanh lên. Chưa rõ à? Vâng, nhanh lên. Chúng tôi sẵn sàng đây. Sao pháo chưa lên tiếng nhỉ? Alo, alo, nói to lên. Sao? Alo, sao? Cờ mất rồi, không thấy gì nữa. Cờ mất rồi. Cờ mất rồi à? Xem lại xem. Mất thật à? Chị tá có lên alo alo tiểu đoàn. Alo, đã có một đồng chí lại cấm lại. Vâng, yêu cầu tiểu đoàn thoát khỏi điểm hộ. Alo, báo cáo đạn đạn
tới đúng chỗ đồng chí bò, không thấy gì nữa, đề nghị tôi đi. Đồng chí Bình. Hả? Đề nghị em đi, em đã quen đường rồi. Đầu đồng chí này. Không, tôi đi. Được, Lục đi. Thấy gì không? Không, không thấy gì cả. Đồng chí Bình. Có. Xuất phát. Rõ. Kìa, nhìn xem. Có phải không? Đấy. Đúng rồi. Đấy. Đúng. Đúng rồi. Đồng chí Tâm ơi. Tuyệt quá. Lục ơi. Các đồng chí, cho chúng tôi nghi binh với cánh tải phân tán khỏi đơn vị. Được. Trung liên, theo tôi. Mục tiêu bên phải. Khoan. Bên phải. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Xung phong. Không đồng chí. Thế nào? Sao? Bọn tôi.
Alo. Thế nào? Alo. Chưa thể hiệu chỉnh được đâu. Mờ lắm. Khói dày đặc không thông rõ gì cả. Không nhanh được. Mờ lắm. Không bảo đảm an toàn đâu. Alo. Sao? Các đồng chí chuẩn bị xong rồi à? Được. Cờ hiện rõ là chúng tôi cho bắn ngay. Binh đâu? Hãy đợi một phút. Người chúng tôi chưa về. Một phút thôi. Báo cáo. Trách về bên phải. Ba xe tăng đang tiến lại trên để chúng ta. Bố trí chúng tăng. Nhanh lên. Được. Thank you.
đục đâu. Đang ở ngoài kia. Thương binh chuyển xong chưa? Báo cáo đã chuyển xong. Còn tù binh? Đã gom lại. Đồng chí cho sửa lại những quãng hào mới chiếm, nối liền với trục chính của ta, rõ chưa? Rõ. Nhanh lên nhé. Báo cáo. À, Lục. Khá lắm. Ăn uống gì chưa? Ngồi xuống đây. Báo cáo. Anh cho em về. Sao lại về? Ở đây với chúng mình. Cho em về thôi. Xa đơn vị lâu quá rồi. Em... À, không sao. Mình sẽ báo cho bên đó biết. Báo cáo. Cho em về thôi. Em nhớ. Mang về cho em gái cậu. Cô thân à? Báo cáo lên tiểu đoàn, khen thưởng được chiếc Lục. Đó. Nó có hợp lệ không? Giấy miễn dịch của em hợp lệ mà. Hợp lệ, cho nó đi. Ê
Ê, bà già này tao quen mày. Chào bà Năm. Anh Tư với cô Sáu bây giờ làm tới chức vụ gì của Việt Cộng rồi bà Năm? À, cậu Rô, hồi này cậu lạ quá, tôi nhìn cậu không ra. Tôi từ tụi nó rồi. Chiến hữu của cậu mà, cậu hỏi tôi à? Vậy chứ không theo già. Cũng như cậu vậy, cha anh đi kháng chiến, còn con thì... Mà bà đi đâu ra đây? Già bươn chải và làm và ăn, chứ mong gì mấy đứa con bất hiếu. Hải Quý, coi giấy tờ này. Chào bà Năm. Bác cần gì mua gì, nói cháu chỉ bác mua đồ tốt vậy mà sai. Tôi muốn mua cái kiến y như cỡ này nè, cô có không? Túi tròn này được không bác? Quay kỹ coi cô. Thằng tấm sĩ chỉ ra đây tìm con đó. Đừng khóc con. Nín đi con. Nín đi con. Mỗi lần tao hỏi tao mày là mày làm bộ mày khóc hả? Phải biết điều một chút chứ. Tiền bạc của tao là mồ hôi nước mắt, chứ đâu phải là tờ giấy lộn đâu. Tao hỏi mày lần cuối, mày không trả tao, tao thưa cảnh sát bắt mày à. Thiệt là làm ơn mắt quán. Làm ơn rồi mày khóc đặng gieo quán cho tao phải không? Thôi, cô dắt tôi về nhà. Nếu sự thật nhà cô không gì bán để trả nợ cho tôi, thì tôi cho cô hẹn lại thêm một tháng nữa. Chị Tư cho em. Cô đi liền với tôi bây giờ. Cô đi. Đi. Con, đừng khóc nữa con à. Phải bình tĩnh một chút chứ, coi chừng tụi nó nghi. Con không muốn khóc đâu. Tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra. Lâu nay không được tin của ảnh, tưởng ảnh làm sao rồi chứ. Ngờ đâu 16 năm rồi, bây giờ con mới gặp mặt cha. Cười gì, đứa coi chừng lính mà không lo. Con coi rồi, không có gì mà. Thôi, để bác đi cho kịp, con phải nhớ kỹ lời của bác dặn. Dạ. Gọn ghẽ lại, đừng có quá lỉnh kỉnh. Dạ. Con tới chợ hỏi thăm nhà của Hai Thảo bắn chén, ai cũng biết hết. Dạ. Con tiếp tay cho mẹ nha con. Thôi bà đi. Chạy ra đón xe. Coi kỹ coi, có tụi nó lảng vảng không. Con của con bao lớn rồi? Con trai hay con gái? Tụi bị hẹn với nhau, con trai đặt tên Hòa Bình, con gái đặt tên là Thanh Bình. Con có đặt không? Dạ con trai.
con đặt tên là Hòa Bình. Vậy hả? Nó giống cha nó không? Ủa, nãy giờ nó đi học sao không thấy? Kìa, không biết nó dám theo cha nó không nữa. Con coi trong thơ nó dặn con sao? Theo má thì con cứ mang nó theo, gặp anh em bạn của cha nó rồi tính với nhau. Con sẽ đi theo má để gặp anh em của ảnh. Hòa Bình chết hồi 2 tuổi rồi. Lúc đó nhà nghèo quá, nó bệnh không có tiền chạy thuốc. Tội nghiệp. Vậy mà cha nó có hay biết gì đâu. Thôi thì chuyện đi mày tính sao đó thì tính. Má, mà con, mà con còn phải sắp xếp công chuyện nhà nữa. Thôi lo xong rồi hả đi. Sáng mai này dì còn ghé chợ Biên Hòa tìm một gia đình cho đứa khác. Con à, sáng mai con ghé chợ Bình Đại kịp không? Con hỏi thăm nhà con Hai Thảo bán chén, con ở nhà nó con chờ dì. Nếu dì về không kịp á, con nói là dì Năm Phối là nó biết. Dạ, vậy thì hay quá, con tưởng phải đi ngay. Con đừng đem đồ lùm tùm, nhà có khá, cứ cho nó tiền, rồi nó muốn mua gì thì nó mua. Thôi dì đi nha. Chết thiệt. Quýnh quá, con quên hết. Dì đứng đây chờ con, để con lấy ít tiền gửi dì đi đường xá xa xôi. Thôi con à, để dành gửi cho nó đi con. Anh em nó có đưa má đầy đủ rồi. Dì đừng từ chối, các anh chắc không có tiền nhiều đưa dì đi. Thôi dì, đợi con gửi ít tiền rồi ra bến xe thuê một chiếc xe lô khỏi phải chờ đợi. Chiều rồi, chắc không còn xe đâu, chờ con. Thôi con. Sao bà không ở lại chơi với cô? Tôi ghé tìm cho biết chỗ, khi khác tôi ghé tôi thăm. Bây giờ tôi có chuyện gì gấp lắm. Sao hôm nay về sớm vậy cả? Hello. Biến hóa, biến hóa, ok. Come down. You can get to Biến Hóa in time. Biến Hóa, ok. Bye. Hey, let's go. Hey, hey, hey!
lên, lên. Nhận luôn. Nhà này đúng rồi đó bác. Bác cứ lên hỏi đi. Nhà này họ mới sửa. Cảm ơn cháu. Nếu không có cháu, bác kiếm tới tối cũng không được. Bác đi nha. Ê. Ê. Bà ơi, bà muốn tìm nhà ai vậy? Chắc tôi lầm rồi. Tôi muốn tìm nhà bà Chính Châu. Mẹ của cô Loan và cậu Bảo. Số thì đúng. Nhà khác quá. Bà Chính chết hơn một năm nay rồi. Chỉ còn có cô Loan và chồng cổ ở đây. Nhà cũ không còn. Nhà này mới xây lại đó. Thôi bà vô nhà đi. Cậu xuống cô ơi. Không có xe chạy đêm đâu. Bà phải mướn phòng ngủ đi. Đêm ở đây lạnh lắm. Cảm ơn cô. Ủa? Con chạy lòng vòng hết mấy cái nhà ngủ đi tìm bà. Tưởng là đã hết hy vọng rồi. Ai về đâu. Chị thằng Bảo sai con chạy theo hả? Không, con tự ý. Con muốn gặp anh Bảo. Con cần gặp anh lắm. Chuyện lạ đời. Máu mủ người ta không thương. Con ruột rà gì mà tội nghiệp. Bà không tin con sao bà? Bà cho con đi gặp anh Bảo liền nghe. Từ hồi bà Chính chết đến bây giờ, con chỉ mong gặp lại anh Bảo. Con biết đây là dịp may duy nhất của con. Bà dắt con đi nghe. Con trốn đi à? Con có nói với cô Loan rồi, nhưng cổ không cản. Vả lại chồng cổ cũng muốn đuổi con lâu nay rồi. Thôi đi, đứng đi lâu sợ người ta nghi. Bà đi đâu vậy? Hả? Con cháu tôi bảo lên phòng 116. Nó mướn đây nè. Tôi nói cho bà biết, cái phòng này là phòng 119. Phòng 116 bên kia kìa. Nói chi nhiều?
tống cổ bà già ra coi. Bà đi đi. Ủa, bà đi đâu? Sao nãy giờ bà không vô phòng? Mày nói mày đi mua bánh mì, mà tao chờ mày lâu quá. Tao đi kiếm lòng vòng, kiếm cái phòng này muốn chết. Thôi vô. Đi cả ngày chắc bà mệt lắm phải không bà? À, khách sạn này có nước nóng. Bà đưa giỏ đây, con soạn đồ cho bà đi tắm, ngủ sớm, mai mình đi. Khoan con, ở đây xe tài nhất chạy mấy giờ hả con? Dạ, thưa 7 giờ. Dữ vậy là ở miệt dưới 2 giờ khuya đã có tài nhất rồi. Chà, trễ dữ mới đi được hả? Đường đèo không đi đêm được đâu. Đi đến chỗ anh Bảo chắc xa lắm hả bà? Rô, mày kiếm tao hả Rô? Lúc nãy cảnh bất tiện quá, cho nên là gặp người quen không thăm hỏi được gì. Bây giờ tôi vào đây để chào bà. Còn cổ lành đây là cái gì của bà? Bà Năm là em của bà ngoại tôi. Vậy thì đâu phải là người lạ. Mà hồi chiều này Trung tá Thăng lại than phiền rằng dạo này cô Lành có những mối quan hệ làm cho ông ấy không yên tâm. Cho nên giờ này rồi ông còn đến đây để điều tra chứ gì? Tôi 20 tuổi rồi chứ đâu còn là vị thành niên. Tôi có quyền có những mối quan hệ riêng của tôi chứ. Ông Thăng là một sĩ quan cao cấp. Nếu ông ta lo ngại vì người ăn kẻ ở trong nhà thì chính chúng tôi có trách nhiệm. Cho nên thấy cô đi với bà đây, tôi cũng muốn qua thăm hỏi. Bây giờ thì mọi việc rõ rồi. Thôi, xin kiếu. Alo. Ty cảnh sát Đà Lạt đó phải không? Dạ. Dạ có đại quý toán đó không? Có sĩ quan trực đó không à? Không có à? Để mai tôi gọi lại nha. Cánh voi không xấu mặt nào. Thằng này nó nguy hiểm lắm. Bà cháu mình phải đi thôi. Bà ơi, mà giờ này làm gì có xe gì Sài Gòn hả bà? Bà đã có cách. Đi con. Không sợ giả đâu, tôi già cả rồi. Hồi đám cưới tôi mua là 2 chỉ, mấy chục năm nay rồi. Tôi đâu có đeo, không có hao mòn gì đâu. Giá đó người ta không đi đâu, nhưng tôi giúp cho bà. Sáng mai dọc đường mà có khách thì tôi rước kiếm thêm. Nếu bà chịu thì bà lên xe đi. Bà lên đi. Tôi đi lấy canh xăng, về đi liền nghe. Chờ tôi chút. Đi giờ này rủi gặp lính đi tuần dọc đường, thế nào nó cũng bắt mình. Tài xế họ có ăn chịu với lính hết. Họ đã nhận là kể như đi được, bà lo gì.
trai chút coi. Đã quá. Chị Tư ơi. Ủa, bộ không có nhà sao cả? Chị Tư ơi, giờ này còn ngủ sao? Dậy bán hàng nè. Mới sáng sớm mà la lối ôm sờm à? Nói giỡn chút thôi. Cái gì đó lên đây coi. Tôi lại định mua một thiên cây giống. Một thiên hả? Dạ. Có người quen ở Mỹ Tho muốn mua đất của em ở trỏng để làm vườn. Tạm thời họ mua một công để trồng thử chôm chôm và nhãn coi đất tốt hay xấu. Đất miệt này thì cắm cái gì xuống cũng trúng hết. Hai tháng nữa coi được là họ mua hết mẫu đất luôn. Mà họ còn muốn mua nhiều nữa kìa. Biết ai bán đất, chỉ họ là mình kiếm hoa hồng. Ủa, họ tính sao mà mua đất ở trỏng vậy? Vậy mới là biết làm ăn chứ. Nhờ chương trình Bình Định cấp tốc làm vùng này trở lại an ninh, cho nên mấy cô mới mua bán được đó nghe. Nói cho vui, tôi nhờ cô hai hỏi họ mua thì tôi bán hai mẫu đất của tôi ở trỏng luôn. Mà nói họ, hễ mua thì mua nhanh, quốc gia lấn ra đắp được đồng bào tre là tôi lên giá à nghe. Không để đóng đụng đất lên giá ha bán. Tôi đang cần tiền, bán được là cô hưởng hoa hồng 5% đó. Cứ tính tới đi cô hai, giới thiệu họ mua cây giống cho tôi, bán được là tôi chia cho cô 5% nữa. Cầm chắc là xong. Chỉ phụ thuộc vào việc trồng thử này. Mai em dắt họ đi coi đất với trồng thử. Ông hội đồng có rảnh, đi luôn dắt cho họ coi đất. Tôi mà vô trống là mấy ông cắt cổ liền. Thôi để thường dân như cô lo giùm đi mà lãnh qua học. Tôi đi nghe, trễ giờ làm rồi. Mai chiều chị em xuống biết tìm ông hội đồng ở đâu để mà chứng giấy. Ra nhà hội đồng mà không gặp, hỏi cô tư liệu quá thì biết. Chị cho bứng cây giùm em đi. Còn đi lo công việc của bà. Con tới chợ hỏi thăm nhà hai Thảo nha. Con nói với nó hoặc chiều tối sáng mai bà mới về nghe không? Dạ, dạ. Gì lắm. Thôi được, lên xe nói chuyện, ở đây đông người kỳ quá. Đi má Năm, đi. Đi má. Jim là lính công binh sắp hết hạn. Con sẽ đi về Mỹ với Jim. Nó thương con thiệt tình. Nó cũng biết con vì nó mà bị gia đình bà con từ bỏ, nên thông cảm chuyện riêng của con. Con thấy việc này quan hệ nên phải đi tìm má. Má, sợ ảnh không tin Hòa Bình chết, con gửi giấy khai tử để ảnh khỏi nghi vào quán con. Còn cái này con gửi ảnh để dưỡng bệnh. Gì đây? Vàng hả? Dữ vậy? Con không thể thanh minh gì với ảnh cả. Má nói là con đã chết rồi. Nếu chết rồi, ai mà gửi mấy thứ này? Mà nói thiệt, biết nó có chịu nhận vàng này của mày không? Còn qua tay bạn bè nó nữa. Chứ tao á, tao có gặp được nó đâu. Thôi được, mày cầm lại vàng này đi. Để tao nói với nó, coi nó tính làm sao. Chuyện con quẫn khúc lắm, mà thôi nói ít gì. Dì cứ cầm vàng đó cho ảnh đi. Nếu ảnh quán con không lấy, dì để dành đó, có tiền đi tới lui, rồi tìm liên lạc giúp cho người ta. Con nghĩ, có khi nói được liên lạc với nhau lúc nào đó, là mọi chuyện sẽ khác đi. Không bị vào hoàn cảnh như con. Thôi con.
phải đi đây gì. Má có đi móc gia đình cho anh Bảo, cũng khoan gặp nội con báo tin anh con chết nha má. Lố rồi chú, lố rồi chú, quay lại giùm đi chú. Má có đi móc gia đình cho ông, cũng khoan gặp nội con báo tin anh con chết nha má. Thôi đi đi chú ơi. Thu ba, con đóng dính cứng cái này vô đít xuồng cho dì đi. Ủa chi vậy dì? Cứ đóng đi. Vàng của gia đình người ta đi thăm không được, gửi cho một thằng ở trỏng. Bữa nay tao đi đường này lần đầu tiên, không biết ra sao nữa, phải giấu kỹ một chút. Thôi Thu ba, đóng đi con. Từ lính mà kiếm được thì giải phóng kể như thua. Tụi bay đi được rồi, tát nước một mình tao tát cũng được. Tụi bay đi cho sớm. Thảo cũng là người quen của em đó, sẵn dắt bà chị họ vô làm vườn rồi coi mua đất của ông hội đồng luôn đó anh. Đi. Còn giấy tờ của chị đâu? Trình Trung Quý, những người kia giấy tờ không phải ở vùng này. Có trình báo với đại diện xã rồi, thôi cho đi đi. Nhưng trường hợp này vi phạm điều lệnh, không cho đi được. Thưa Trung Quý, bà đem theo con heo chi vậy? Đất bỏ quan lâu quá, bữa nay mới về làm tính cúng động thổ, sợ bị quở. Ai kiểm soát được là không bày đặt. Đem vô tiếp tế cho Việt Cộng, thuốc men và lương thực là cấm ngạc. Nè ông hội đồng, cho mang trà bánh vô cúng là được rồi. Để con heo lại cho mấy anh xử lý. Còn đi sớm mà làm, để trễ tụi bình định ra là thêm khó đó. Em ít vô trỏng nên quên lẫn việc cấm đem đồ ăn. Thôi nhờ mấy anh tính giùm. Dạ nhờ mấy ông. Thôi đi đi, lần sau nhớ nghe. Hình như tới rồi Tám ơi. Tới rồi anh Tám ơi. Thiệt hả mày? Chắc rồi. Tới rồi hả mày? Dạ.
cái lá vô đây cho dễ lên. Mình, con nè mình. Ba. Gia đình tôi không có ai vào hả chị? Em là Bảo phải không? Dạ. Cô đó là người nhà của em đó. Không nhận ra à? Anh Bảo. Lanh, em phải không? Dạ. Coi chừng té. Ủa, chị Năm chưa về hả hai? Má Năm thang, hổm rài tụi nó nghi gì mà bám theo bả quá. Bà đi vòng qua Tân Quý, về ngõ Dàm Cỏ, coi đường đi đó có dễ không? Vậy chắc bà cũng về tới trỏng rồi ha. Bầu cây bẹ chuối chú để riêng giùm con. Để con Lệ gì lấy đi nghe. Con Lệ nhà tao nó chỉ biết ăn với trồng tỉa gì. Thiệt mà. Chú đừng làm lộn xộn giùm con. Chú gom giống nhanh giùm con. Nói vậy tụi bay cùng cánh binh giận với con Lệ tao à? Vậy mà nào giờ ta đâu có biết. Alo, Phương Hoàng đây, Trần Gấm đâu, lên đi. Alo, Trần Gấm đây, nghe rõ. Phụ lòng chị Loan. Thật ra những thứ này anh chưa cần lắm, em giữ dùng cho anh. Còn chuyện này em chưa kịp nói với anh. Bà Năm đã bán đôi bông tai để lo cho em đi trốn. Em nghĩ là bây giờ mình nên bán sợi dây chuyền này đi để chuộc lại đôi bông cho bà Năm. Còn hai chiếc nhẫn này chị Loan dặn anh. Dặn sao? Cất để dành làm những cưới. Chuyến này lại có thêm một đứa nữa muốn đi theo đằng mình đó con. Ông, đôi bông tai kỷ niệm tôi đã làm việc nghĩa, tôi tin ông cũng vui lòng. Ở miệt nào đó, chắc con mình cũng được người khác giúp lại.
nên ở nhà thêm vài năm nữa hả đi? Con đi. Má sợ, con còn nhỏ dại quá. Con đi, con chịu đựng không nổi. Con quay trở về làm ăn nhục với chòm xóm. Má đừng sợ, con tính đem nó theo để nhớ thương cha. Ngày nào má còn thấy nó ở đây thì con còn nhớ là mình chưa thắng thì con chưa về. Chắc thằng Út nó bận công tác xa, nó không về nhà, chứ đâu phải nó giận tôi phải không ông? Chị Năm ơi, chị Năm, chị có phải là bà Năm Phối không? Mẹ thằng Út On đi tập kết không? Nó về rồi, tôi tới đón chị đi thăm nó nè. Mẹ lên, theo tôi. Đi chị Năm ơi. Chờ, chờ chút chị ơi. Sao mày bắn? Bà thấy mình rồi. Rút qua bên kia rạch. Alo, alo, má tụi nó bắn lộ hết trơn rồi. Alo, luôn luôn đi. Giờ lên đón ở điểm AK-23 ngay. Nghe không? Đưa má về Sài Gòn nghe má. Hòa bình rồi má. Má nghe má. Khoan, để má về dặn chuyện nhà chút đã.